Chào mừng quý cô bác anh chị đã trở lại với Long Việt Bất Động Sản. Xin được chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã ủng hộ cho kênh YouTube Long Việt cũng như anh Tuân Sport trong suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay thì thưa các bạn, là hôm nay là vào ngày thứ ba, tức là sau cái ngày hội trường của kỷ niệm 40 năm Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. Và vừa rồi là tôi có up lên YouTube một số cái video của cái ngày hội khóa, hội trường. Thì hôm nay trở lại với công việc review bất động sản, thì chúng tôi cũng rất mong muốn được quý cô bác anh chị gần xa cũng như bà con ở Tam Điệp ủng hộ cho anh em chúng tôi. Và hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị một mảnh đất có diện tích 400 m², mảnh đất nhà vườn. Và cái vị trí tôi đang đứng đây giới thiệu với các bạn chính là nhà hàng Trung Linh. Đợt hội trường vừa qua, tức là ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2020, thì quý cô bác ở xa nếu như mà đã đến tham dự cái tiệc liên hoan chiêu đãi ở nhà hàng Trung Linh thì có lẽ là cái vị trí này cô chú anh chị cũng sẽ được biết. Và cái mảnh đất giới thiệu với quý cô bác anh chị cũng chính là gần với nhà hàng Trung Linh, tức là bắt đầu từ nhà hàng Trung Linh bên tay trái của tôi đang chỉ đây, thì quý cô bác anh chị trừ lên cho tôi là 40 m², tức là hai suất. Đất ở đây được phân chia là nhà vườn, mỗi một suất là vào 20 x 20 hướng bắc, tức là 400 m². Từ nhà hàng Trung Linh các bạn đi tiến lên, tiến về phía quảng trường trung tâm là 40 m, là đến cái mảnh đất đang muốn giới thiệu với cô bác anh chị đây. Tức là nó ngay đằng sau của cái căn nhà 4 tầng như này, 1 2 3 4. Đây quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy là căn nhà 4 tầng khá là đẹp. Thì cái mảnh đất của chúng tôi chính là dựa lưng vào cái căn nhà này. Và hướng của mảnh đất này chính là quay về phía hướng bắc các bạn nhé. Quay về hướng bắc. Đường trước mặt là quy hoạch 15 m. Đương nhiên là có cái phần vỉa hè ở phía đằng trước này. Hiện tại trên này đất của chúng tôi đang là đất bằng phẳng. Rất là bằng phẳng. Cái đường này tưởng to hơn chứ sao 15 m. Đường này á? Đường dãy 12 này to chứ hả? Đây đâu phải 12, đây 14. À đây 14. Và trong thời gian gần đây thì quý cô bác anh chị cũng đã thấy là đây là cái khu vực mà trung tâm của phường Bắc Sơn. Khu vực này là thuộc về tổ 18 phường Bắc Sơn. Và ngay cạnh lẩu Cua Đồng Trung Linh thì chính là cái trường mầm non Việt Thắng. Và tiến lên một chút nữa là chính là trường cấp 3 Nguyễn Huệ. Tức là từ đây về trường cấp 3 Nguyễn Huệ nó rơi vào khoảng hơn 300 m một chút. Và đi về phía đối diện của hướng tay tôi chỉ đây lên trên chính là cái trường mầm non Bắc Sơn. Lên là Sơn và trường cấp 2 Đồng Giao. Và cái đến với cái khu vực này thì thưa quý cô bác và anh chị là ở khu vực này, cái dãy 14 này đa số là phân chia nhà vườn, tức là rất là yên tĩnh. Chúng tôi đứng đây cảm giác lại thấy là khá là yên tĩnh. Và xung quanh thì cái không gian cũng rất là thoáng. Xin chào các bạn, tôi đang quay phim nhưng mà tôi xin phép được góp ý thêm một cái số tôi cảm nhận xung quanh đây thì đây là một cái vị trí được chia với diện tích xây dựng nhà vườn. Nên là xung quanh đây là có rất nhiều nhà đã xây dựng theo đúng phong cách nhà vườn. Đây tôi quay đây là ngay bên phía tay phải tôi đây. Là một căn nhà vườn với cái ngói mái xanh rất đẹp này. Vâng, anh Tuân cũng tiến lên luôn để quay thêm bởi vì tôi nhìn thấy căn nhà vườn này cũng thấy rất là đẹp. Và bên mái trái còn cũng một có một cái căn nhà mái ngói đỏ kia nữa. Chúng tôi sẽ quay để các bạn xem một số căn nhà ngay xung quanh đây, rất gần. Một căn nhà khá là đẹp, xây một tầng thôi nhưng mái thái. Thì cái xu hướng bây giờ là cũng rất là nhiều người mà muốn sở hữu những cái mảnh đất nhà vườn một tầng và mái thái. Thì, thứ nhất là về cái chi phí xây dựng nó cũng không quá là đắt, cũng như là tạo cái cảnh quan rồi là cái hình dáng ngôi nhà cũng rất là đẹp. Xung quanh thì với mảnh đất 400 m², các bạn có thể là một phần để xây nhà và một phần còn lại các bạn làm để trồng những cây hoa, cây cảnh, rồi là những hòn non bộ hay là các bạn khu vực bạn để xe ô tô. Với khu vực này thì các bạn đi về đây xe là ô tô tải, tức là đường rất là rộng, hai ô tô là cũng có thể đi được, hai ô tô đi được và đường rất là rộng, xe tải đi về đây cũng được. Và cái khu vực này là khu vực trung tâm mà các bạn đi công chức rồi đi làm rồi công nhân hay là đi học, các cháu đi học cũng rất là thuận tiện. Thì với cái mảnh nhà vườn 400 m² này
rất dễ để có thể xây dựng. Thì như anh Long vừa nói thì với cái mô hình nhà vườn chỉ cần xây một tầng thôi thì cho cái việc tiện lợi cho cái việc sinh hoạt, mình không phải đi lên cầu thang và cũng đủ để xây dựng một cái nhà rất là mát mẻ rồi. À, nói chung là cũng tùy theo cái điều kiện và cũng như là cái cuộc sống của từng từng gia chủ để mà chúng ta có thể là thiết kế một tầng hay là nhiều tầng. Và với cái mảnh đất mà diện tích 400 m², mặt tiền là 20 và chiều dài là 20, rất là vuông vắn như thế này. Giá mà chúng tôi chào bán đến quý cô bác anh chị là 2.950.000.000 đồng. Và nói thêm với quý cô bác anh chị là cái đường trước mặt của dãy 14 này cũng chính là cái đường chạy thẳng lên phía trung tâm của quy hoạch tượng đài của Trung Hoàng Đế, tức là bên tay phải của tôi đây. Thì chạy lên từ đây lên trên đó rơi vào tầm khoảng 500 m là đến khu vực mà quy hoạch quảng trường trung tâm. Khu vực đó là sẽ được xây dựng là khu công viên vui chơi giải trí và các khu tưởng niệm Hoàng Đế Quang Trung cũng như là một số cái văn hóa tín ngưỡng hay là một số những cái dịch vụ vui chơi giải trí cho bà con nhân dân thành phố Tam Điệp. Bên trên khu vực quảng trường là cái khu vực 20 hectare cũng đang được xây dựng, cũng đang được làm đường, cũng như là đang được trồng cột điện rồi. Và với cái giá 2.950.000.000 cho 400 m² này thì nếu mà chia ra đơn giá mét vuông thì chúng tôi thấy là mới có rơi vào tầm 7.375.000 gì đó một mét vuông. Với cái giá mà ở khu đô thị Đồng Giao này, các bạn là nếu như mà các bạn so sánh 100 m² ở cái khu vực từ dãy 1 cho đến dãy 14, 15 này là nó rơi vào tầm khoảng 10 triệu, suýt soát. Có những mảnh thì 9 triệu, có mảnh là 10 triệu một mét vuông. Thì với cái giá diện tích là 400 m² mà 7.375.000 một mét vuông như thế này, chúng tôi thấy là quá phù hợp để cho quý cô bác anh chị đầu tư. Quý cô bác anh chị mà cảm thấy phù hợp với cái mảnh đất này, phù hợp với giá cả và cũng như là nhu cầu đầu tư thì hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại của chúng tôi. Số điện thoại của tôi là 085 928 7777, số anh Tuân Sport là 0964 30 888. Và trong thời gian tới thì không biết nói gì hơn thì cũng rất mong được quý cô bác anh chị hãy ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Kênh YouTube của Long Việt cũng như là fanpage và Facebook và Zalo cũng như là ủng hộ cho anh Tuân Sport để chúng tôi làm động lực ra những cái video tiếp theo về bất động sản trên địa bàn Tam Điệp, Ninh Bình và các huyện thị khác để ủng hộ quý cô bác và anh chị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã xem video của chúng tôi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong video tiếp theo. Anh về thủ đô, anh vô xứ Huế, xin mời ghé thăm Tam Điệp Đồng Giao. Đồng Giao quê em hương dứa ngọt ngào, bình minh thức dậy, mênh mông xanh thắm ruộng đồng. Đàn bò ung dung trên đồng gặm cỏ, tiếng máy cày reo hối hả trên.